cao buổi về giao lưu lửa chạy của chúng ta ngày hôm nay chưa? Vâng, chương trình đầu tiên trong đêm giao lưu lửa chạy của chúng ta ngày hôm nay đó là chương trình biểu diễn múa nghệ thuật và các câu dân ca của tài bản AS Mai Châu biểu diễn.